Thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Cảng Petro Cam Ranh cho biết đang triển khai giai đoạn 1 của dự án khu dịch vụ hàng hải sửa chữa, đóng mới tàu biển và công trình dầu khí tại Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đáng chú ý, sau khi giai đoạn 1 hoàn thành, dự án có thể cung ứng nhiều dịch vụ cho các loại tàu biển lớn nhất hiện nay, kể cả tàu sân bay và tàu ngầm nguyên tử. Giai đoạn 1 của dự án được triển khai từ nay đến hết quý 1 năm 2016, sẽ xây dựng khu dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển trên diện tích 54 ha, có đầu tư 2.000 tỷ đồng. Các dịch vụ bao gồm cung cấp nhu yếu phẩm, điện, nước, khí và phụ tùng, thiết bị thay thế theo mã vạch đặt hàng cho tất cả các loại tàu, cảnh giới ngầm, đảm bảo an ninh, tiếp đón sĩ quan, thuyền viên và khách du lịch bằng đường biển, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế, thể thao, giải trí, nghỉ dưỡng, tổ chức hội chợ triển lãm hàng hải, hải quân trong nước và quốc tế. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Cảng Petro Cam Ranh là hiện công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 100% vốn nhà nước, được thành lập trên cơ sở Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn góp 75% vốn và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam góp 25% vốn điều lệ.